Vâng, xin chào tất cả anh em chơi audio toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức truyền tâm thành hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và hôm nay sẽ mới về thêm một cặp JBL LX600 phiên bản tép chéo, một trong những phiên bản được đánh giá rất là cao về chất âm cũng như là kiểu dáng và hình thức của nó. Thì với anh em nào tìm hiểu về cặp LX600 này thì nó qua phiên bản được sản xuất, đó chính là một phiên bản được xuất sang thị trường Canada. Thì hãng sản xuất đó chính là, cách nhận biết nó là tép chéo, tép thẳng, xin lỗi anh em. Còn bản được sản xuất tại thị trường Mỹ thì là tép chéo, tép bằng trăng như anh em đã nhìn thấy. Đó, nhìn nhận biết rất là dễ dàng với hai phiên bản sản xuất tại hai thị trường khác nhau. Thì LX600 sử dụng cho mình là 3 đường tiếng, một bát 25 cm với gân mút, và gân này cũng là gân zin luôn, một loa chung và một loa chép đôm tép chéo. Thì với vỏ ngoài được sơn đen toàn bộ đồng màu đồng tông với cả là cặp loa, thì tạo nên điểm nhấn cho cặp loa này rất là đẹp. Và đây là một cặp loa nguyên bản, đẹp từ tuyến loa đến thành quách góc cạnh. Có một điểm trừ duy nhất và em cũng chỉ luôn cho anh em, đó chính là ê căng. Ê căng thì rất là đẹp. Đây ê căng đây. Ê căng zin và rất là đẹp. Duy nhất là bị thiếu cái tem JBL ở góc này. Đó. Mỗi vậy thôi. Nếu anh em nào không cầu kỳ quá về cái vấn đề hàng chất bãi nó thiếu sót một chút thì không phải lăn tăn gì về chất lượng cả. Và thật sự về cặp loa này thì khi anh em chơi ai cũng thế thôi, rất là muốn cởi bỏ cái lớp e căng ra để bày biện, nhìn nó sẽ gấu hơn, đẹp hơn. Khi nào mình không chơi nữa mình sẽ đậy vào để tránh trẻ em chọc máy vào tín loa, đấy là chắc chắn rồi. Thì em sẽ quay qua về hình thức xung quanh về cái cặp loa này. Một cặp loa có thể nói là rất là đẹp về toàn bộ thành quách góc cạnh và những cái góc cạnh ba bìa rất là sắc. Đây là mặt sau của cặp loa với một lỗ thông hơi và tem mác rất là đầy đủ, cũng như là cặp loa phía sau. Đây, ghi rất là chi tiết là model JBL LX600 và có số seri number luôn của loa, rất là dài, trở kháng 8 ohm, rất dễ ghép loa. Và đây là cọc âm dương của loa, đó là phía sau loa. Tuyến loa rất là căng và đây là gân zin luôn anh em nhé, gân mút zin này. Đó, loa chung cũng thế, loa chép thì chưa động chạm đến luôn. Toàn bộ bao nguyên bản, bao nguyên chất. Và cặp này là cặp có sử dụng phân tần rất là gấu. Anh em nào muốn xem trực tiếp phân tần của nó thì có thể tháo ra khi mua hàng để xem được chất lượng của loa bên trong. Bao giờ cũng thế, nhìn bên ngoài cũng là bên trong, nó phải đồng đều với nhau. Cặp loa đẹp. Vâng, thì cặp loa này cũng rất là dễ ghép âm ly. Thì sau đây em sẽ test một đoạn nhạc để anh em trải nghiệm về chất âm của cặp JBL LX600 này. Xin mời anh em. Mình về thành phố đây rồi, chốn anh chốn vui lạ mặt người, cho bỏ gian lao lần này té dòng chơi, rú bông phương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng vờ, viết chăm lá thư để cho buổi hôm nay đời chỉ có ta.
đường yêu chân bước vào rồi. Kinh vài tư tóc lệ đường môi, đã cho nhau vì nhau mà tới. Đời đêm nay đời đã bao đêm, từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị, đem ơi chuyến đi hẹn ngày về. Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm thung vào mùa khuya nhung nhớ ngập ngào. JBL này, và anh em nào yêu thích mà muốn sở hữu cho mình cặp loa này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908325777, em ở thành phố Ninh Bình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.